Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo sẽ là phần chính của bộ tiểu thuyết Nhất Chưởng Đồ Long, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Vũ. Lúc này Ban Trường Hồng cười nhạt nói: Nếu nói thế thì ông đúng là cô Tùng cư sĩ rồi. Lão già đáp: Già đây đã nói là tùy ông hiểu sao cũng được. Nói tới đây sắc mặt lão già bỗng xa sầm rồi tiếp: Vì nào đã sử dụng món ám khí độc hại đến như thế? Nếu chẳng phải già đây đến kịp thì ngọn lửa ấy sẽ cháy làng ra khắp núi, tất nguồn vạn sinh linh phải chịu ngọn lửa thiêu chết. Lòng già độc địa ấy thật là đáng trách đồ. Nói tới đây mặt lão ta tràn đầy sát khí, trông âm u thật là đáng sợ. Tất Độ liền bước tới một bước, quát to lên rằng: Chính ta đây, ông định làm gì? Lão già đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Tất Độ một lượt, khóe miệng của ông hiện lên một nụ cười lạnh lùng rồi nói: Chẳng làm gì cả, chỉ cần ngươi tự chặt bỏ đôi tay để tỏ ra hối lỗi là được rồi. Tất Độ cười nhạt một tiếng rồi nhanh nhẹn tràn lên tấn công chớp nhoáng. Lưỡi đao ở trong tay của y công thẳng về lão già ba thế võ ồ ạt như mưa sa bão táp, nhanh nhẹn như gió hốt điện xẹt. Lão già quát to rằng: Đồ nghiệp chướng! Tức thì lão ta lách mình tràn qua phía trái nửa bước rồi vung ngược bàn tay ra thật nhanh. Tức thì lưỡi đao trong tay của Tất Độ chẳng rõ như thế nào đã bị cướp lấy vào trong tay lão ta rồi. Tất Độ bị hất bắn ra sau ba bước. Hắc Bạch Song Kỳ và Tam Kiệt trông thấy thế sắc mặt đều không khỏi biến sắc. Lão già cất giọng lạnh lùng nói: Ta cho người chặt bỏ hai cánh tay đã là một sự trừng trị vượt qua thông lệ rồi, thế mà ngươi lại dám ra tay tấn công ta đây. Như vậy tội của người đã đáng chết. Nói đoạn ông ta liền dương chỉ lên cách không điểm tới. Tức thì Tất Độ hự lên một tiếng khô khan rồi ngã ngửa té lăn ra đất. Khương Định Diễn quát to lên một tiếng rồi dung ngọn giáo Cô Lâu Kỳ đang nắm ở trong tay, dùng thế Cửu Châu Phi Vân công thẳng vào lão già. Thế võ ấy là một trong ba thế tuyệt nghệ dùng để giữ mình của Khương Định Diễn. Có một sức mạnh khôn tả, hiểm hóc khó lường. Nhìn thẳng chẳng khác chi là một ngọn thác đổ hay như một ngàn đợt sóng đang dâng lên, xóa cả một vùng ô ác từ trên đỉnh đầu giáng xuống. Đôi mày bạc phết của lão già liền nhướng cao. Ông ta dung chưởng mặt lên khẽ chụp tới. Tức thì ngọn kình phong của lá cờ quét ra liền bị xô bật trở lại, cũng như ngọn giáo cũng bị chặn đứng lại. Ngay lúc ấy lão già lại dùng năm ngón tay ra nhanh nhẹn chụp thẳng vào huyệt cổ tay của Khương Định Diễn. Khương Định Diễn thấy thế liền thay đổi thế võ, cổ tay của ông ta nhanh như chớp hạ thấp xuống, lách ngang qua rồi lại dung lên cao. Nhưng nào ngờ vẫn không có tránh khỏi luồng kình phong của đối phương, nên trong lòng hết sức là kinh hãi. Lão già bỗng quát to lên rằng: Hãy buông tay ra! Giọng nói của ông ta chẳng khác nào tiếng đại hồng chung vang rền cả núi đồi. Tiếng dư âm vọng từ các sơn cốc về, ngân mãi không dứt, khiến đôi tai của mọi người kêu lên o o như muốn điếc tai. Sắc mặt của Ban Trường Hồng đã biến hẳn, Tam Kiệt cũng đồng loạt kinh hoàng thối lùi một bước. Khi ấy mọi người đều trông thấy ngọn giáo có lá cờ Cô Lâu Kỳ không còn ở trên tay Khương Định Diễn nữa, mà đã bị lão già giật lấy và nắm chặt trong tay của mình. Đồng thời lão ta lại dung chưởng trái lên đánh ra nhẹ nhàng một cái. Thế là Khương Định Diễn như bị trúng chưởng thật mạnh, thối lùi liên tiếp bảy tám bước, đến khi lưng dựa vào được một vách đá rồi thì mới đứng yên trở lại. Sắc mặt của y đã trở thành tái nhợt, đôi mắt lờ đờ, mồ hôi xuống như tắm, chứng tỏ y đã bị thương không phải nhẹ. Ban Trường Hồng không khỏi thầm kinh hãi nói: Đây là thứ võ công gì vậy? Lão già mỉm cười đưa mắt nhìn thẳng vào Ban Trường Hồng rồi nói: Ngươi còn định đánh nhau với ta đây nữa hay không?
Ban Trường Hồng cũng là một bậc anh hùng trong chốn giang hồ, nếu chịu hạ đầu phục tại đối phương thì chôn vùi tên tuổi bấy lâu còn gì, thì thà chịu mất mạng dưới tay đối phương còn có danh hơn. Bởi thế y bèn cười to nói: Ông tưởng rằng Ban Mổ là một người không có khí tiết hay sao? Vừa nói dứt lời thì y cũng bèn dung ngọn giáo ra công thẳng tới lão già nhanh như chớp. Lão già dung bàn tay ra chụp cứng ngọn hắc kỳ rồi nói: Giờ đây bọn các ngươi chỉ còn có hai con đường để đi mà thôi. Một là các ngươi chịu quy thuận, hai là chịu cắt đôi tay rồi phế trừ gió công đuổi xuống núi. Vừa nói lão ta vừa dung chưởng mặt lên, giương hai ngón tay ra điểm thẳng vào ung mạng quyệt của Ban Trường Hồng. Hắc Bạch Song Kỵ đều là người có lớp cương khí hộ thân, dù sắt thép cũng không hại được, phương chi là điểm quyệt thì làm sao hại được đến người của họ. Nhưng võ công của lão già thật là quá ư cao cường, kỹ lực của hắn không sao đao kiếm cũng không có phá vỡ nổi lớp cương khí hộ thân của Ban Trường Hồng. Bởi thế Ban Trường Hồng cảm thấy quyệt đạo của mình bị lạnh buốt, rồi khắp cả người cũng tê và cứng đờ ra. Ngay khi ấy thì Tam Kiệt đứng bên cạnh sững sờ như những cái xác chết, nói không ra lời nữa. Lão già đưa mắt nhìn vào Hắc Bạch Song Kỳ cất tiếng than rồi nói: Ôi sao lại hai người ngu xuẩn quá như thế này? Các người tự phô vào gió công cái thế của mình, ao ước được lên ngôi vị mình chủ của gió lầm nên đã bị người ta đẩy vào cõi chết mà không biết. Khương Định Viễn và Ban Trường Hồng lúc ấy hoàn toàn không còn sức mạnh gì nữa, nhưng tai và mắt vẫn còn tươi tỉnh như người bình thường, nên nghe qua những lời chân thành ấy không khỏi lộ vẻ sửng sốt. Lão già lại nói tiếp: Võ công của hai người tuy chẳng tầm thường, nhưng nếu đem so sánh với những tài cao thủ danh tiếng ở Trung Nguyên thì chưa thấm vào đâu cả. Chớ nói đầu xa, mà chỉ cần đem so sánh với quần hùng đang tập trung ở Tiến Hưng Khách Điếm nơi thành Thái An thì riêng Yến Nam Tam Kiệt hai người cũng không thể đối địch nổi rồi. Đấy là chưa nói đến Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khưu Mộ Bình và Hổ Chưởng Kim Đao Đào Như Hải chẳng hạn. Khương Định Viễn chống tay vào vách đá rồi gắng gượng đứng thẳng lên, bước tới nói: Thế bọn họ đẩy anh em chúng tôi đến đây là có lý do gì vậy? Xin ông tha thứ về chỗ Khương Mổ chưa biết điều đó. Lão già nói: Điều thứ nhất là bọn họ không muốn gặp phải cường địch gây trở ngại cho họ như các người. Kế đó họ muốn lợi dụng sức của các người để thăm dò Cô Tùng Cốc. Nếu các người thắng được thì tốt, mà bị hại thì cũng chẳng hại gì cho họ. Hơn nữa hành động của các người ở vùng biên thùy phía Tây cũng đâu có tốt đẹp gì. Nếu có chết thì xem như bọn họ đã trừ được một mối hại cho gió lầm. Vậy thử hỏi có thiệt chi cho họ mà họ không làm chứ? Hắc Bạch Song Kỳ cảm thấy như một mũi đao đâm thẳng vào tim. Bọn họ hết sức là đau đớn. Lão già cười nói: Già đây nói bấy nhiêu lời đã hết rồi. Vậy hai con đường ta nêu ra vừa rồi, tùy ý các người tự chọn lấy, chứ không còn bàn bạc chi thêm nữa đâu. Nếu các người hàng phục già đây thì chắc chắn già không bao giờ bạc đái các người đâu. Hắc Bạch Song Kỳ gục đầu ủ rũ thầm than trong lòng, rồi lên tiếng nói: Chúng tôi xin tuân theo mệnh lệnh của tiền bối, suốt đời chịu cho tiền bối sai khiến. Lão già gật đầu nói: Người biết thời vụ mới đúng là tuấn kiệt, nhưng các người không nên để cho số quần hùng trong võ lâm biết là các người quy thuận già đây mới được. Vừa nói thì lão ta vừa thò tay vào áo lấy ra chai nhỏ bằng bạch ngọc, đổ ra 6 viên thuốc màu đỏ sặc sỡ mùi thơm ngào ngạt. Đồng thời lại đưa tay cách không điểm thẳng về phía Ban Trường Hồng và Tất Độ mỗi người một chỉ. Ban Trường Hồng liền cảm thấy khí huyết ở trong người đều thông suốt trở lại như cũ. Tiếp đó lão già lại phân phối cho mỗi người một viên thuốc rồi bảo tất cả 6 người bỏ vào miệng nuốt xuống. Sau rốt rồi lão ta liền lên tiếng nói: Giờ đây các người có thể xuống núi và tất sẽ gặp quần hùng chờ đợi ở phía dưới.
Các ngươi không nên để lộ điều chi cả, mà cứ bảo rằng đã được cô Tùng cư sĩ tiếp đoán đúng lễ nghi và giải thích cho nghe điều hơn lẽ thiệt, nên đã loại bỏ ý nghĩ chiếm đoạt ngôi võ lâm minh chủ để trở về vùng biên thùy phía Tây, và không càng dự đến chuyện thị phi ở Trung Nguyên nữa. Chỉ nói bấy nhiêu đó, rồi thì các ngươi giả từ họ mà đi. Đến tại miếu thiết công cạnh Đại Minh Hồ ở Lịch Thành, chờ ta phái người đến dẫn trở về. Hắc Bạch Song Kỳ và Tứ Kiệt liền cúi người xá một xá thật sâu, rồi quay người đi xuống núi. Trong lòng của họ đều đang có cảm giác thật khó tả, vừa xấu hổ lại vừa buồn tủi ngao ngán. Trong khi ấy có một người che mặt phụng mệnh đưa họ đi. Khi vượt qua được cái cầu đá rồi thì người che mặt ấy bỗng nói: Sao vị nên nhớ là tối mai phải đến miếu thiết công. Có lẽ người đến đón quý vị sẽ đến sớm hơn và sẵn sàng chờ đợi các vị ở đó. Viên thuốc mà các vị vừa uống chỉ có hiệu quả duy trì tính mạng của các vị trong vòng 3 hôm thôi. Nếu vượt quá thời hạn đó thì tạng phủ sẽ bị bể nát mà chết ngay tức khắc. Vậy các vị tuyệt đối chớ có quên đâu. Nói đoạn người ấy quay mình trở lại. Cả bọn 6 người đưa mắt nhìn nhau cười đau khổ, im lặng lầm lũi, tiếp tục bước xuống núi. Bên dưới phi tuyền lãnh mờ mịt bóng tối, số quần hùng võ lâm tụ tập ở đây không ngớt đưa mắt ngó nhìn, sốt ruột chờ đợi. Bỗng có người lên tiếng nói: Đi lâu như thế này mà chưa có động tĩnh gì cả, xem ra Hắc Bạch Song Kỳ tất rối nhiều mai ít rồi. Liền đó lại có người khác nói rằng: Chúng ta đến chậm một bước nên không được mục kích Song Kỳ vượt lên ngọn núi ra sao. Nếu bọn họ vì sợ khó mà lên trở về vùng biên thùy phía Tây, chúng ta đứng đợi mãi ở đây thì chẳng hóa ra là tội lắm hay sao? Mọi người chung quanh ai nấy cũng trông chờ sốt ruột, kẻ lời qua người tiến lại không ngớt bàn bạc với nhau. Chỉ riêng có Lữ Khưu Mộ Bình là mỉm cười im lặng không nói gì cả. Đổng Trung Hậu khẽ hỏi rằng: Số phận của Hắc Bạch Song Kỳ ra sao? Lữ Khưu Mộ Bình nói: Tuy mọi việc cũng có những trường hợp bất ngờ, nhưng tại hạ dám đoán là Hắc Bạch Song Kỳ không có cách gì thủ thắng được. 6 người của họ nếu không chết ngay tại chỗ thì tất cũng bị chặt tay đuổi xuống núi thôi. Gió núi lúc này mỗi lúc thổi mạnh hơn, cái lạnh như cắt da cắt thịt, ánh trăng mông lung trông thật là buồn bã. Cầu Long Tẩu bỗng lên tiếng nói: Dạng nhất Hắc Bạch Song Kỳ thủ thắng được mà bỏ đi mất thì chẳng quá ra uổng công chúng ta chờ đợi hay sao? Vậy theo ý của Trạch Mổ thì nếu ta lên vượt ngọn núi, bề ngoài như để tiếp ứng với Hắc Bạch Song Kỳ, nhưng sự thật thì đề phòng bọn họ cướp lấy hàng Thiết Quan Âm rồi bỏ đi luôn. Lữ Khưu Mộ Bình cười nói: Trạch đại hiệp, đêm nay ông rõ ràng mất hết sự trầm tĩnh thận trọng như mọi ngày rồi. Võ công của Hắc Bạch Song Kỳ nào có thể sánh kịp với Trạch đại hiệp, vậy bọn họ làm sao mà thủ thắng được hả? Xin đại hiệp chớ có quá sốt ruột làm gì, bình tĩnh chờ đợi một tí đã. Trạch Kỳ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, rồi đứng im lặng không nói gì thêm. Tâm hồn có vẻ bình tĩnh trở lại. Đêm khuya dằn dặc, chậm chạp trôi qua từng khắc từng giây. Ai nấy đều cảm thấy thời gian trôi chậm chạp như một con sên đang bò trên mặt đất. Bỗng nhiên có người la to lên: Cái gì thế kia? Quần hùng nghe tiếng kêu đều ngước mắt nhìn lên thì thấy từ phía thật xa, ánh lửa cháy lên đỏ rực nửa góc trời. Thiết Chỉ Tư Sinh liền kinh ngạc kêu úy lên một tiếng rồi nói lớn rằng: Là thật. Quần hùng đều quay mặt ngó thẳng về phía Lữ Khưu Mộ Bình, thấy sắc mặt của ông ta hiện vẻ ngơ ngác và đầy sự nghi ngờ. Cầu Long Tẩu Trạch Kỳ lớn tiếng nói rằng: Lữ Khưu đại hiệp, ông bảo là thật là nghĩa làm sao? Lữ Khưu Mộ Bình ngước nhanh mặt lên đưa mắt nhìn qua Trạch Kỳ một lượt, rồi lại quay đầu ngó về hướng có ánh lửa chậm rãi đáp rằng:
Hướng có ánh lửa đang cháy chắc chắn là vùng phụ cận nơi cô Tùng cư sĩ ở. Như vậy chẳng cần ai nói cũng có thể đoán được. Quả đó chính là do Hắc Bạch Sông Kỳ gây nên. Trạch Kỳ lúc này nói, nếu Hắc Bạch Sông Kỳ may mắn thành công thì đó là cái phúc của Võ Lâm. Thế sao Lữ Khưu Đại Hiệp lại có vẻ buồn bã? Phải chăng trong lòng có ý không muốn Hắc Bạch Sông Kỳ trở thành minh chủ của Võ Lâm ngày hôm nay? Vì Trạch Kỳ trông thấy sắc mặt của Lữ Khưu Mộ Bình có vẻ buồn lo, sốt ruột, tựa hồ như đang bị những gì rối rắm lắm, phức tạp lắm bao vậy, và không tìm được lối thoát nên mới lên tiếng hỏi như thế. Lữ Khưu Mộ Bình cười nhạt nói, tại hạ đâu lại không bằng lòng, duy chỉ e rằng Hắc Bạch Sông Kỳ đã bị dồn ép phải có những hành động liều lĩnh như thế, và sẽ làm cho cô Tùng cư sĩ tức giận. Thì chẳng những hai ông ấy không mang được cái phúc đến cho Võ Lâm, mà hậu quả tai hại không thể lường được. Nếu mọi việc xảy ra như thế, thì tại hạ quả thật là người có tội. Trạch Kỳ sửng sốt một lúc rồi mới nói, nếu nói như thế thì các hạ quả quyết là Hắc Bạch Sông Kỳ chắc chắn sẽ bị hại. Xét về võ công quái dị và độc đáo, cũng như lòng dũng cảm của Sông Kỳ thì chắc hai ông ấy không lâm nguy như Hoa Sơn Thất Kiếm đâu. Lữ Khưu Mộ Bình lắc đầu nói, theo sự nhận xét của tại hạ thì hoàn toàn ngược lại với ý kiến của Trạch Đại Hiệp đó. Trong khi Lữ Khưu Mộ Bình đang nói thì ánh lửa bỗng dưng tắt phục, núi đồi trở thành mông lung dưới ánh trăng xanh. Quần hùng đều không khỏi lấy làm lạ, đưa mắt nhìn ngơ ngác. Ai nấy đều cảm thấy tâm trạng căng thẳng vô cùng, và cũng không biết đấy là tại sao cả. Dưới chân ngọn núi, mọi người đứng im phăng phắc. Hàng trăm tia mắt không ai bảo ai, đổ dồn về phía Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khưu Mộ Bình, đợi chờ xem ông ta có ý kiến gì đối với sự biến chuyển đột ngột đó. Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khưu Mộ Bình vô hình trung đã trở thành nhân vật mà tất cả quần hùng đều khâm phục, chẳng khác nào một lãnh tụ lâm thời của cả phe Hắc Bạch trong Võ Lâm. Lữ Khưu Mộ Bình cất tiếng than dài nói, tại hạ chỉ sợ rằng suốt đời mình sẽ bị mặc cảm tội lỗi ám ảnh mãi thôi. Đột nhiên có người to tiếng kêu lên rằng, đấy chẳng phải là số người của Hắc Bạch Sông Kỳ trở xuống núi đó sao? Quả nhiên Hắc Bạch Sông Kỳ và Tứ Kiệt theo hộ vệ hai người đều bình yên vô sự, đang đi từng bước một trở xuống chân núi. Đôi mắt cô Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khưu Mộ Bình không khỏi chiếu ngời những tia sáng kinh ngạc. Khi Hắc Bạch Sông Kỳ vừa bước xuống đến nơi thì Lữ Khưu Mộ Bình liền bước nhanh tới mỉm cười nói, có lẽ nhị vị đã trừ được đối phương thành công to tát rồi, thật đáng chúc mừng lắm. Khương Định Diễn sắc mặt lạnh lùng như băng chẳng nói chi cả. Bọn sáu người cùng bước những bước chân nặng nề như treo đá, đi lần từng bước đến trước mặt mọi người. Ban Trường Hồng cười lạnh lùng nói, các ông đâu xứng đáng là người chính phái, mà xem ra đều là hạng người lừa thầy phản bạn, khẩu Phật tâm xà cả thôi. Cô Tùng cư sĩ nào phải là gián khuyết kiếm khách Hà Trùng Quý, ông cụ ấy chính là người bạn cũ với sư môn của Ban Mổ. Ông ấy đã chán ngán danh lợi, tìm đến nơi thanh tịnh để ẩn thân, thế mà các ông lại đặt điều để giá họa cho người ta. Lòng dạ thật là độc ác, đáng giết chứ không thể tha được. Giờ đây Ban Mổ phụng mệnh đi điều tra xem chuyện thanh lai phiêu cục là do ai làm ra. Chừng nào mọi việc ấy phơi bày ra ánh sáng thì lúc đó quả báo sẽ đến với các ông đó. Nói dứt lời thì Song Kỳ Tứ Kiệt nhanh nhẹn bỏ chạy như bay đi một luồng gió, chỉ trong chớp mắt là đã mất hút rồi. Lữ Khưu Mộ Bình trước tiên có vẻ sửng sốt, cái đó lại hiện lên một nụ cười nhạt trên khóe miệng. Cầu Long Tẩu Trạch Kỳ kinh ngạc nói, Lữ Khưu Đại Hiệp, ông xem lời nói của Ban Trường Hồng thành thật hay giả dối đây? Giờ đây Trạch Mổ thực hoang mang không hiểu ra làm sao cả. Lữ Khưu Mộ Bình nói, Song Kỳ chắc chắn đã bị thiệt thòi nặng rồi. Những lời nói ấy rõ ràng là để chữa thẹn mà thôi, chẳng thể nào xem đó là đúng sự thật được. Nếu các vị không tin thì hãy bí mật theo dõi bọn họ, tất sẽ thấy rõ sự thật. Hổ trưởng Kim Đao Đào Như Hải gằn giọng nói,
Đào Mỗ không tin lời của Song Kỳ là đúng sự thật đâu. Tức thì ông ta quay người đuổi theo hướng Bạch Song Kỳ vừa bỏ đi. Tiếp đó lại có 7-8 người trong số quần hùng lại nói gót đuổi theo. Trong số người còn lại bỗng có người lên tiếng hỏi rằng: Lữ Khưu đại hiệp, hiện giờ chúng ta phải làm gì đây? Lữ Khưu Mộ Bình lướt mắt nhìn mọi người một lượt, rồi chậm rãi cất tiếng than dài. Tại hạ vốn có ý muốn nhờ vào thực lực của Hắc Bạch Song Kỳ để thăm dò sự chống trả của cô Tùng cư sĩ. Không ngờ tình thế lại biến chuyển ngoài sự dự liệu thế này. Giờ đây chúng ta chỉ còn cách là phải chờ đợi sự diễn biến của mọi việc xem như thế nào. Việc này đã chấn động, chắc chắn rồi đây các nhân vật của hai phe Hắc Bạch khắp nơi sẽ lần lượt tìm đến. Chừng đó đông người, tất chúng ta sẽ tìm ra được một đối sách mà. Nói tới đây thì sắc mặt của ông ấy bỗng trở nên nghiêm nghị và nói tiếp. Tại hạ tài hèn học kém, lại quen tính điềm đạm, nên ngay lúc đầu đã có ý không muốn can dự đến chuyện thị phi này của Võ Lâm. Nhưng vì Đổng Bảo Chủ nói qua nhiều lần, không thể từ chối, nên mới miễn cưỡng đứng ra gánh vác việc khó này. Thế nhưng sự biến chuyển của mọi việc trước mắt xem ra càng lúc càng khó khăn nguy hiểm hơn. Nếu vạn nhất có điều chi sơ sót thì tại hạ sẽ bị mặc cảm tội lỗi dài dò suốt đời. Bởi thế chi bằng các vị đề cử một tiền bối nào có tài có đức, sáng suốt đà mưu túc trí. Cầu Long Tẩu Trạch Kỳ ngắt lời nói: Lữ Khưu đại hiệp là bậc gia các đời nay, túc trí đà mưu vô song trong thiên hạ, tất cả mọi người đều khâm phục, vậy thử hỏi làm thế nào, đành làm ngơ, không lo chi đến chuyện thịnh suy của Võ Lâm chứ. Mong người suy nghĩ kỹ lại đi. Lữ Khưu Mộ Bình im lặng một lúc thật lâu mới gượng cười nói: Được các vị tín nhiệm như vậy, tôi hết sức là cảm ơn. Nhưng việc này rất là khó khăn, vậy xin mời tất cả hãy trở về khách điếm rồi sẽ bàn bạc cách đối phó có được không? Quần hùng ai nấy hăng hái kéo đến đây, nhưng giờ lại chán nản kéo trở về. Tất cả mọi người đều có một tâm trạng phập phồng lo ngại, thầm lầm lũi cùng bước đi dưới ánh trăng mông lung men theo con đường cũ trở về khách điếm. Lư Thế Xuân đã từ trong cơn hôn mê bừng tỉnh trở lại. Y thấy mình đang nằm trên mặt đất, cứng rắn và lạnh như băng, nên mới bất giác ngồi phắt dậy, đưa mắt từ từ xem xét khắp nơi mới biết mình đang bị giam trong một cái căn nhà dài rộng không đầy 2 trượng. Trong gian nhà ấy cách y không xa có để một bầu nước và một đôi chén đũa. Trên tường có một chiếc cửa sổ nhỏ, và chiếc cửa ấy được chắn kín bằng những song sắt to. Đối diện với chiếc cửa sổ còn có một cánh cửa sổ nặng nề. Dần trăng sáng ở bên ngoài soi qua cánh cửa sổ, khiến bên trong gian nhà cũng trở thành sáng tỏ hơn. Tiếng gió thổi, lá tùng reo không ngớt vang lên ở bên tai, làm cho Lưu Thế Xuân không khỏi hoang mang sợ hãi, vì chẳng biết mình hiện đang bị giam giữ tại đâu. Y tập trung tinh thần nhớ lại mọi sự việc xảy ra thì không khỏi giật bắn người, nhanh nhẹn nhảy phát dậy. Lưu Thế Xuân vận động tứ chi, thấy khí huyết trong người được thông suốt tất cả, gió công chẳng hề bị thương tổn nên cũng thấy yên lòng hơn. Y đưa mắt nhìn ra cửa sổ nói thầm rằng: Chỉ cần võ công của ta chưa bị mất thì những song sắt này làm thế nào giam giữ được ta. Ta chỉ cần dùng sức bẻ gãy nó là có lẽ thoát ra được rồi. Nhưng có điều là không hiểu hiện giờ ta bị giam ở tơi đâu đây. Tiếp đó y lại sửng sốt thầm nói: Người ta đã bất ngờ tấn công và bắt sống ta, nào phải chẳng biết ta có võ công. Vậy hắn giam ta ở đây chắc chắn là đã có điều chi làm cho hắn vững lòng. Rất có thể bên ngoài gian nhà này mỗi bước đi đều đầy rẫy những nguy hiểm. Lư Thế Xuân là người sâu hiểm và cẩn thận, bất cứ làm chuyện gì cũng đắn đo suy nghĩ kỹ lưỡng nhiều lần rồi mới chịu làm. Bởi thế y chẳng ngớt do dự, trong óc xoay chuyển không biết bao nhiêu là ý nghĩ. Nhưng cuối cùng y đã quyết tâm thầm nói: Ta quá sợ sệt như thế thì rất khó làm được chuyện gì. Người đại trưởng phu đã vì lẽ phải thì không cần đắn đo chi hết, cứ nhằm thẳng trước mặt mà đi,
chứ tại dạy gì mà ngồi chờ kẻ địch mang ra xử trị. Song sắc mặt của y bỗng nhiên biến hẳn vì những thanh sắt đó vẫn đứng trơ trơ không hề nhúc nhích. Rõ ràng là nó chẳng phải là thứ sắt mà mọi người thường dùng. Tuy nhiên y vẫn không ngã lòng, vẫn dùng toàn lực để bẻ. Năm ngón tay của y đã cảm thấy đau đớn, nhưng những cây sắt ấy vẫn không hề bị cong vẹo. Bởi thế Lư Thế Xuân đã hoàn toàn thất vọng. Y cất tiếng than dài, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy nơi đó là một sơn cốc gồ ghề, chung quanh vách đá cao vút bao bọc lấy. Trong sơn cốc từng cánh rừng xen kẽ với nhau. Trước cửa nhà có một con đường mòn nhỏ, quanh co uốn khúc, dẫn thẳng tới một chiếc cầu bé. Phía dưới cầu dòng nước không ngớt chảy róc rách. Chiếc cầu bé ấy dắt qua một tảng đá treo leo nguy hiểm. Xung quanh có một cánh rừng trúc xanh và một gốc tùng cổ thụ hình thụ kỳ quái. Thân tùng cong vẹo như một con rồng. Nhánh tùng trông như những con phượng hoàng đang nhảy múa trên nền trời cao. Phía sau rừng tùng ấy trông thấp thoáng thấy một ngôi nhà trắng. Khi luồng gió thổi qua, những cây trúc xào xạc phát động ra tiếng lào xào nghe thật buồn bã. Bỗng nhiên Lư Thế Xuân nghe có tiếng bước chân đi thật gấp, xong không trông thấy bóng người nào cả. Trong khi y đang lấy làm lạ, thì bỗng nghe cánh cửa sắt khua động. Bỗng thấy một luồng gió lạnh lướt thẳng vào, y vội vàng quay đầu ngó lại nhìn qua. Nhưng ngay lúc ấy cánh cửa sắt đã đóng lại một tiếng ầm. Rồi thì từ bên ngoài, một người bị đẩy mạnh vào, ngã chúi xuống đất. Lư Thế Xuân đưa tay định bước tới đỡ người ấy dậy, thì đối phương đã từ từ chống tay đứng lên. Y thấy người ấy có bộ râu quai nón, che kín cả khuôn mặt. Trên đầu tóc rối bù, đôi mắt sáng lóng lánh và tròn vo, chiếc mũi thật to và sớt ngược. Người đó trông thấy Lư Thế Xuân, thì đôi tròng mắt xoay chiều nhiều lượt, rồi bỗng tiếng cười to nói. Ta rất sợ phải sống một mình trong cảnh vắng vẻ không người làm bạn, khiến bao nhiêu sự căm hờn trong bụng không biết thối lộ cùng ai. Quả thực hết sức là khổ sở, nhưng chẳng ngờ lại có người ở đây rồi. Vậy chẳng còn lo chi sự sống cô độc nữa. Hay quá đi. Tiếp đó y lại trợn mắt nhìn Lư Thế Xuân một lượt rồi nói. Chú em kia, người tên gọi là gì? Tại sao lại bị chúng bắt giam ở đây vậy? Lư Thế Xuân cười nhạt đáp. Tại hạ tên gọi là Lư Thế Xuân. Chẳng biết tại sao tại hạ bị người ta bắt sống mang về đây. Trong sân cốc này nhân vật hữu danh nào đang ở? Tôn gia có biết hay không vậy? Người ấy cười to nói. Nếu nói thế thì người nếu bị rủi chết đi tất cũng trở thành một con quỷ ngu ngốc chứ gì. Lư Thế Xuân đỏ bừng sắc mặt. Người ấy tất tiếng cười nhạt nói. Chú em chớ có phiền lòng. Ta cũng bị bắt sống không biết ớt giáp gì cả. Xong ta được biết nơi đây chính là Cô Tùng Cốc, một địa điểm khét tiếng trong gió lâm, nơi mà Cô Tùng cư sĩ đang trú ngụ. Lư Thế Xuân nghe thấy không khỏi biến hẳn sắc mặt, nói lẩm bẩm rằng Cô Tùng Cốc. Tiếp đó y lại hỏi, Tôn gia có thể dạy cho biết đại danh hay không? Người ấy hiếp đôi mắt lại cười ha hả nói, ta gọi là Phi Hồ Tướng Kiệt. Lư Thế Xuân kinh ngạc nói, hả? Tôn gia chẳng phải bị treo lơ lửng trên vách đá cao muôn trượng gần Hắc Long Đàm cùng với cao thủ của Hoài Dương Bang là Mai Vân Thần Trảo Quỳnh Chấn Diêm hay sao? Phi Hồ Tướng Kiệt như có vẻ sửng sốt nói, té ra chú em đã biết chuyện đó rồi. Ông ta chính là người đồng nạn với ta, nhưng nếu không có chú em nói thì thực sự ta cũng không biết ông ấy là Quỳnh Chấn Diêm. Vậy hai ông không phải đi cùng chung với nhau sao? Lư Thế Xuân không khỏi sửng sốt hỏi lại như thế. Tướng Kiệt cười nhạt đáp. Phi Hồ ta từ bấy lâu nay vẫn đi đứng một mình đơn độc, có kết bạn kết bè với ai đâu. Lư Thế Xuân hết sức làm lạ nói, Tôn gia có được thấy mặt Cô Tùng cư sĩ không? Phi Hồ Tướng Kiệt lắc đầu rồi bỗng than một tiếng nói.
Lưu lão đệ nhắc đến cái chuyện xui xẻo ấy làm gì nữa. Xem Lưu lão đệ là người anh qua tiềm tàng, chắc chắn là một người lai lịch rạng rỡ. Vậy có thể nói cho biết hay không? Lưu Thế Xuân đáp rằng: Tại hạ mấy lâu nay ở vùng sa mạc biên thùy miền Bắc, tiên phụ là Lưu Bằng, chỉ là người vô danh trong chốn võ lâm. Phi Hồ Tướng Kiệt ồ lên một tiếng rồi nói: Ồ, thì ra lệnh lang của sa mạc Kim Điêu vị lão anh hùng họ Lưu bấy lâu tên tuổi rung chuyển cả vùng sa mạc phía Bắc. Thảo nào! Ngay lúc ấy bên ngoài cửa nhà lao bỗng có một giọng cười lạnh lùng sâu hiểm nói: Nếu đúng là con trai của Lưu Bằng thì sẽ được xét đến Nhược Bằng. Nói tới đây thì bỗng bên ngoài im lặng, không còn nghe tiếng động tĩnh gì nữa. Lưu Thế Xuân biến hẳn sắc mặt, lao mình nhanh đến trước cửa sổ, đưa mắt ngó ra ngoài, thì nào thấy có một bóng người ở bên ngoài đâu. Ánh trăng xanh vẫn soi vàng vặt, khiến vùng Cô Tùng Cốc này trở thành mông luân như cảnh mộng, y không khỏi sửng sốt. Phí Hồ Tướng Kiệt nghe tiếng nói cũng bay nhanh đến cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài. Ông ta cũng không khỏi sửng sốt vì cảm thấy tiếng nói của người ấy ngưng ngang một cách đột ngột quá ư là đáng nghi ngờ. Chẳng mấy chốc sau thì hai người trông thấy từ phía sau cánh rừng trúc có năm bóng người bước nhanh ra. Họ vượt qua chiếc cầu nhỏ và dường như đang đi thẳng đến ngôi nhà giam của hai người. Nhờ ánh trăng vàng nên khi năm người đến gần thì thấy rõ trong số ấy có một lão già tóc trắng như bông, gầy cao nhưng có vẻ thanh tú. Mình mặc một chiếc áo dài màu xám, vạt áo không ngớt vũ trong gió đêm nghe rèn rẹt. Đi hai bên lão ấy là bốn gã đàn ông mình mặc áo đen, lưng vắt kiếm và che kín mặt. Năm bóng người đó bỗng nhiên dừng lại khi còn cách cửa sổ độ hơn một trượng nữa. Sắc mặt của lão già trông hết sức là nghiêm nghị, đôi mắt chiếu sáng ngời, nhưng ánh sáng lạnh ngắt trông rất là khiếp sợ. Lư Thế Xuân nói nhỏ rằng: Bọn họ rõ ràng không phải tới đây với ý định gặp chúng ta, dường như họ đang chờ đợi một người nào đó. Phi Hồ Tướng Kiệt gật đầu nói: Ta cũng có ý nghĩ như vậy. Lư Thế Xuân nói: Lão già ấy chắc chắn là Cô Tùng cư sĩ. Lão ta đến đây để chờ đợi ai thế? Tiền mắt của lão ta trông có vẻ cùng kính lắm. Đột nhiên đôi mắt của hai người như cảm thấy hoa lên, vì bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc kiệu thật to, rèm chung quanh đều buông rũ, châu ngọc chiếu ngời. Trước và sau kiệu có tất cả 8 gã đàn ông to lớn, dáng điệu mạnh mẽ và hung dữ. Lão già quay về phía chiếc kiệu xá một xá thật sâu rồi nói: Tiền tử giá lầm, thế mà già đây lại hay tin quá muộn nên không thể ra nghênh đón từ xa được. Vậy mong tiền tử mở lượng ái hà tha thứ cho. Nếu không có điều chi quan trọng và khẩn cấp, chắc chắn tiền tử không lặn lội xa xôi như thế này. Vậy tiền tử có thể cho già biết lý do đó có được chăng? Bên trong chiếc kiệu có một tiếng nói trông như chuông bạc, nghe rất vui tai, vọng ra rằng: Chuyện bên ấy bây giờ tạm thời đã có hiệu lực rồi, do đó Thiên Tôn mới sai già đây đến khen ngợi cư sĩ. Giọng nói trong trẻo trong chiếc kiệu lại tiếp rằng: Nhưng mọi việc xảy ra ngoài sự dự liệu, vì nghe đâu Bắc Quốc sông Ma, Quyền Băng lão Mỹ, Họa Long cốc chủ bấy lâu nay vắng bóng trong chốn giang hồ, cũng như những nhân vật chánh phái của giới võ lâm vùng Trung Nguyên trước đây quy ẩn, giờ cũng có ý trở lại giang hồ nữa. Thiên Tôn truyền dạy là trong lúc chưa có cách đối phó chu đáo thì chớ nên bộc lộ sự đối kháng với một kẻ địch mạnh mẽ. Vậy cư sĩ nên quyển chuyển mà hành sự. Hơn nữa vì sợ cư sĩ một tay vỗ không kêu nên mới phái già đây đến để trợ giúp. Câu nói ấy chỉ có một mình Cô Tùng cư sĩ nghe được mà thôi. Bốn người đàn ông mặc áo đen che mặt kia hoàn toàn không nghe được gì cả. Lư Thế Xuân và Phi Hồ Tướng Kiệt lại càng khỏi nói. Nhưng trước khi hai người chưa dùng đến cách mật ngữ truyền âm thì Lư Thế Xuân đều nghe được sự đối đáp giữa họ
nên ngạc nhiên nói nhỏ rằng: "Nhân vật ngồi trong tiểu ấy là ai? Thiên Tôn lại là người nào vậy? Xem ra cô Tùng cư sĩ chỉ là một tên tai sai mà thôi. Thiên Tôn mới thật sự là tên đầu sỏ đó." Phi Hồ Tướng Kiệt khẽ than và nói: "Tướng mộ cũng nghĩ như vậy." Ngay lúc ấy lão già dùng thuật ngữ lên tiếng đáp rằng: "Thực ít là có dịp tiền tử hoàng lầm, vậy già sẽ sai người quét dọn một gian nhà yên tĩnh để cho tiền tử nghỉ ngơi. Mệnh lệnh của Thiên Tôn già đây sẽ cũng bàn kỹ lại với tiền tử sao, có được không?" Nói đoạn lão già lại quay sang bốn gã đàn ông che mặt dặn dò ít câu. Bốn gã ấy liền quay người bỏ đi. Trong khi đó bước rèm ở trước chiếc kiệu bỗng được dán lên, rồi từ bên trong chậm rãi bước ra một cô tiểu tỳ mặc áo tía hết sức là xinh đẹp. Cái đó lại là một người đàn bà đứng tuổi cũng xinh đẹp tuyệt trần, từ trong bước ra theo. Người đàn bà ấy có khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn, mình mặc một chiếc áo dài màu đen, mớ tóc ở trên đầu bạc trắng như cước. Lão già thủ lễ cung kính. Đột nhiên từ trên không bỗng có một con bồ câu đen bay xà xuống đậu trên vai của lão già. Lão ta hơi biến sắc mặt, thò tay gỡ lấy một cuộn giấy nhỏ mang nơi chân của con bồ câu đen, rồi mở ra xem. Lão bỗng hừ một tiếng to qua giọng mũi, rồi trao tấm giấy ấy tận tay người đàn bà đứng tuổi kia. Bà ta hối hả xem qua một lượt, khẽ dặn dò mấy câu, đồng thời đưa tay mặt ra đặt trên vai cô tiểu tỳ, rồi cùng cất bước đi thẳng vào cánh rừng trúc. Bước đi của bà ta xem như rất chậm chạp, nhưng thực ra thì lại hết sức là nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt là bà ta đã lẩn khuất sau cánh rừng trúc kia rồi. Tám gã đàn ông to lớn dáng điệu hung dữ kia cũng nhanh nhẹn khiêng chiếc kiệu màu đỏ lên, rồi nói gót đi theo người đàn bà đứng tuổi ấy. Bước chân của họ thật nhanh như một luồng gió. Lão già có vẻ suy nghĩ trong giây lát, rồi bóng giọt người bay thẳng lên không, chỉ thoáng một cái là mất dạng. Lực Thế Xuân trông thấy thế không khỏi kinh hãi trước thân pháp kỳ tuyệt của lão già ấy. Lực Thế Xuân thầm nghĩ rằng: con chim bồ câu đen mang tình đến có thể là Hắc Bạch Song Kỳ đã xâm nhập vào vùng núi này. Vậy cô Tùng cư sĩ bỏ đi chắc chắn là để đối phó với chuyện đó. Bỗng đâu hai người lại nghe có tiếng chân nặng nề bước thẳng đến ngang cửa sổ, nên vội vàng cùng nhảy lui. Trong khi đó song sắt vẫn chắn ngang cửa sổ, bỗng từ từ kéo lên cao và một vật màu đen từ ngoài ném vào, rồi song cửa sổ lại từ từ hạ xuống như cũ. Lực Thế Xuân và Phi Hồ Tướng Kiệt đều giật mình, vì họ trông thấy vật vừa ném vào từ trên cao rớt xuống, khi chạm đất, nó chỉ vang lên một tiếng động nhẹ. Cả hai đưa mắt nhìn kỹ thì thấy đó là một gói thức ăn. Rõ ràng là người ở bên ngoài cửa sổ đã dùng thủ pháp hết sức là tuyệt diệu, nên ném gói thức ăn vào mà khi rơi xuống không thấy nặng nề chi cả. Lương Thế Xuân không khỏi biến sắc mặt, đưa mắt nhìn qua Phi Hồ Tướng Kiệt một lượt. Phi Hồ Tướng Kiệt dương đôi mắt thật to, đưa chân bước thẳng tới mở gói thức ăn ra. Thấy bên trong có một bầu rượu, một chén thịt bò nướng, một tô canh nấu với trứng và hai chiếc bánh mì hấp còn nóng hổi. Ngay đến chén đũa cũng đầy đủ tất cả, do đó ông ta bèn cất tiếng cười ha hả thật to nói: "Cứ có rượu là ta cứ sai, một ly rượu cầm tay là đời đã vui rồi. Vì lão đệ hãy đến đây mau đi, chúng ta tạm gác bỏ bao nhiêu nỗi u sầu, cùng sai với nhau là được rồi." Lương Thế Xuân vui vẻ nhận lời, cùng ngồi xuống đất uống cạn ly. Ba ngày trôi qua, Lương Thế Xuân hết sức lo buồn vì không có cách nào để thoát thân được nữa. Y lo nghĩ đến lời nói của một người nào đó bên ngoài cửa sổ trong một đêm trước đây. Dường như người đó đã biết được mình không phải là con của Sa Mạc Kim Điêu Lưu Bằng. Như thế có nghĩa là lai lịch của mình đã bị cô Tùng cư sĩ dò xét và biết được. Nhưng giữa mình và cô Tùng cư sĩ không có mối ân thù chi cả. Vậy ông ta bắt mình mang về đây là vì lý do gì?
hay là hổ trưởng kim đao Đào Như Hải chính là dây cánh của cô Tùng cư sĩ, và y đã biết rõ được gốc gác của mình, nhưng bình tĩnh mượn tay của cô Tùng cư sĩ bắt mình mang về nhốt ở đây. Lương Thế Xuân nghĩ đến đó thì không khỏi nghiến răng thầm mắng rằng: nếu ngày nào ta còn sống, ta phải bầm thay tên lão tặc ấy thành tương mới hả cơn giận của ta. Tiếp đó thì Lưu Thế Xuân lại nghĩ ngợi đến chuyện Hắc Bạch Song Kỳ xâm nhập vào khu vực này. Đã suốt 3 ngày qua, trong sơn cốc vẫn yên tĩnh, chứng tỏ sự mạo hiểm của Hắc Bạch Song Kỳ hoàn toàn vô hiệu. Chuyện sống chết của họ cũng như chưa biết rõ được ra sao. Cái đó trong đầu của Lưu Thế Xuân lại hiện lên hình ảnh của người đàn bà đứng tuổi xinh đẹp. Y nghĩ ngợi tìm tòi khắp cao thủ trong chốn võ lâm, vẫn không thể đoán ra được người đàn bà ấy là ai. Suốt 3 ngày qua, Lưu Thế Xuân luôn luôn đến bên cửa sổ ngóng nhìn ra bên ngoài. Y chú ý quan sát tình hình trong sơn cốc, lòng cảm thấy buồn rười rượi. Trong khi đó thì không trông thấy cô Tùng cư sĩ sai người hỏi han chi cả, nên y không ngớt than vắn thở dài, trong lòng cảm thấy cô Tùng cốc đầy rẫy bí mật không sao hiểu được. Phi Hồ Tướng Kiệt suốt ngày chỉ lo ngủ khò, mặc cho số mạng ra sao thì ra, ông ta không xem chuyện sống chết hiểm nguy ra gì cả. Bên trong sân tốc mặt trời lặn rất sớm, khi hoàng hôn đến thì gió núi thổi rất mạnh, khiến lá vàng đổ xuống đầy rừng. Nhưng khi có ngọn gió thổi tới thì số lá vàng ấy lại tung bay lên, và chốc lát thì lại đổ ào ào trở xuống đất. Cảnh vật cứ thế diễn đi diễn lại mãi. Lưu Thế Xuân đưa ánh mắt chú ý nhìn về phía tận cùng của con đường mòn trong rừng, không rõ trong lòng y đang nghĩ ngợi điều gì. Đột nhiên từ trên mây cao bỗng có 2 tiếng hú trong trẻo và thật dài, khiến cho sơn cốc không ngớt vang rền. Tiếng hú ấy truyền đến rất đột ngột, nhưng cũng dứt đi rất bất ngờ. Tuy nhiên dư âm vẫn vội đi vội lại mãi trong sơn cốc. Quý thính giả thân mến, Nhất Chưởng Đồ Long phần 9, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần 10 trong chương trình kế tiếp. Trương Vũ xin tạm biệt.